Nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2019, Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân đã đến thăm hỏi tặng quà cho các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đoàn đã trao tặng 16 suất quà mỗi suất 500.000 đồng cho 16 cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp hiện có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên bị đau ốm. Tại đây, các đồng chí cựu chiến binh huyện Nghi Xuân cùng chính quyền các địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, chúc các cựu chiến binh sống lâu, sống khỏe, tiếp tục có những tấm gương sáng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, để luôn là cây cao bóng cả cho con cháu học tập và làm theo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện đã trao 160 triệu đồng hỗ trợ các hội viên khó khăn làm và sửa chữa 4 nhà ở. Toàn bộ số tiền này được huy động từ sự đóng góp của các hội viên và nguồn xã hội hóa.